Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 40 token có ký hiệu là NFTL nè bạn. Thì đến từ trang CoinMarketCap. Thì chương trình để góp này dành cho 5.000 winner may mắn nha các bạn. Tổng giải thưởng nó là tới 21.000 USDT đang. Thì để tham gia giam này các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình. Các bạn đăng ký một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào link sự kiện nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào số này đó. Rồi. Ôi sao mà nó giờ đầu tiên các bạn bấm vào up to wallet nè các bạn. Tiếp tục theo dõi tài khoản CoinMarketCap này. Những cái này mình làm trên CoinMarketCap mình đã theo dõi rồi hết rồi các bạn. Rồi, các bạn bấm đắp lên các bạn. Bạn nào chưa theo dõi thì bấm vào theo dõi nè. Sau đó theo dõi NFT Launchpad. Rồi trên đây thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like, các bạn tweet lên dưới đây nha các bạn. Tweet lên luôn đi. Sang năm các bạn làm vào luôn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn theo dõi Facebook nữa nè. Trên Facebook thì bạn thích nha bạn. Rồi tiếp tục thì join kênh group kênh seller của nó khá là nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Rồi trên trang CoinMarketCap mình đã theo dõi rồi. Rồi các bạn join tiếp kênh seller của nó nè. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi bạn mới up lên nè. Rồi các bạn join tiếp kênh group nữa nè các bạn. Nó tới 3 kênh nữa ta. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn copy địa chỉ ETH-EC20 trên di chúc wallet của mình nha bạn. Thì các bạn copy địa chỉ nào cũng được hết, miễn trên di chúc mình là được. Rồi các bạn sao chép lại nè. Rồi lại đây nè. Sau đó thì các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn đã. Username tại Twitter của mình là trời. Rồi sau đó các bạn điền lại username Facebook của mình nè. Rồi sau đó các bạn điền lại username Telegram mình. Thì bạn mở Telegram mình ra nè. Các bạn nhấp ba gạch cùng nè. Nhấp vào setting nè. Copy username mình nè. Ba cộng anh năm số 2 không ta. Đúng rồi. Rồi các bạn mở ra chấp nhận điều khoản đó nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào tham gia góp là xong. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 40 tập cận NFTL trên em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.